Xin chào mọi người. Hôm nay bé Mi Vlog xin mời mọi người đi tham quan nhà vùng Red Bank Plains nha. Cái vùng này thì nó ồn ào hơn cái vùng của mình ở Ipswich. Có cả nhà đã nghe thấy rất là nhiều tiếng xe, bởi vì cái con đường này là nó nằm ở cái đường chính. Thành ra là nhiều xe chạy vào cái giờ này lắm. Bây giờ cũng là 5 giờ rưỡi. Những cái nhà ở đây thì nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn cái nhà ở vùng của mình ở. Và giá của nó thì cũng tương đối rẻ. Đây cả gà, đây mấy cái nhà gạch không? Đó. Ở đây đa số là nhà gạch và nhà trệt như thế này nè. Trong cái con đường này nó cũng có unit, cái khu unit. Thì unit là nó giống như chung cư ở Việt Nam mình, nhưng mà unit thì nó cũ. Còn apartment á, cũng là một loại chung cư. Thì cái apartment thì nó tương đối là nó mới. Apartment thường thường nó xây là có cái thang máy. Còn unit thì thông thường nó chỉ có là cầu thang thôi. Đó, đây. Cái nhà gạch này đẹp không ạ? Trước mặt của mình đây là cái trạm xe buýt. Đó, con đường này nó có cái trạm xe buýt. Trạm xe buýt này thì chở mình ra ngoài chợ, hoặc cũng có chiếc xe bus nó chở mình đi Nala nữa. Và đi Nala là khu chợ người Việt đó. Đối diện bên đường nó cũng có một cái trạm xe buýt nè cả nhà. Đó, ngoài đường. Gia đình của mình cũng có mua một cái căn nhà ở cái vùng này. Lúc mua là có 288.000 thôi. Là mua hồi đầu năm ngoái. Nhà gạch, nhà ba phòng. Thì cả nhà nghe rồi đó, 288.000 để mua một căn nhà thì so với sinh viên thì rẻ rất là nhiều. Chỉ có khoảng nửa giá mà thôi. Ở vùng này thì cũng có người Việt nha cả nhà. Nhà của gia đình mình mua đối diện là gia đình người Việt. Nếu mà các bạn ở Việt Nam mà muốn đi Úc, muốn mua nhà rẻ, thì cái vùng Red Bank Plains này cũng là một cái vùng tốt để mà mình đầu tư, mình mua nhà. Xin lỗi cả nhà, bởi vì mình sắp về Sydney, thành ra là mình chỉ có thể quay cái vùng của mình ở, với lại cái một chút xíu về cái con đường nhà, cái vùng Red Bank này thôi. Mấy người này thì là mấy người hàng xóm của nhà gia đình mình. Ta mới vừa đạp xe đạp đi về. Ở đây mấy người Úc thích tập thể dục lắm. Đi bộ nè, dẫn chó hay là con cái, hoặc là chở xe đạp rồi. Nhưng mà ở đây á, cả nhà, khoảng chừng 6 giờ là ai cũng ở trong nhà hết rồi, không có ai ra ngoài đường như ở Việt Nam mình đâu.
Ok cả nhà, hôm nay mình xin dừng video lại đây. Hẹn gặp cả nhà ở Sydney nha.